Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát triển sóng để phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Quyết Thắng tổ chức giải bóng truyền hơi truyền thống lần thứ nhất năm 2022. Hội phụ nữ thành phố sơ kết mô hình nuôi dê sinh sản. Phần cuối chương trình có phóng sự, thành phố Sơn La chào mừng Tết độc lập. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 26 tháng 8, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Khối chính quyền thành phố Sơn La đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2025. Dưới đại hội có đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền thành phố, đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Khối chính quyền thành phố. Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội tri bộ nhiệm kỳ 2020-2023, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025, nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm hạn chế trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của tri bộ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội, các báo cáo tham luận về công tác phối hợp với cấp ủy trong chỉ đạo phân công cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nghị quyết đại hội tri bộ nhiệm kỳ 2020 2023 tham luận về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cam kết việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm của đảng viên Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy khối chính quyền thành phố đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của chi bộ và đại hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm bầu ra cấp ủy khóa mới, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đại biểu có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực lãnh đạo cùng các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí bầu bí thư phó bí thư tri bộ nhiệm kế 2023-2025. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng đại hội tri bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, Đảng bộ phường Quyết Thắng đã tổ chức thành công giải bóng truyền hơi truyền thống lần thứ nhất năm 2022. Tham gia giải có 11 đội với trên 100 vận động viên nữ đến từ các chi bộ tổ bản trên địa bàn phường. Các đội chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn hai đội xuất sắc vào thi đấu trận chung kết. Các vận động viên đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay, pha bóng đẹp mắt thông qua giải đấu nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời cũng là dịp để đảng viên đang công tác và đảng viên trong các chi bộ tổ bản được gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao và trao các giải phụ cho các đội và vận động viên tham gia thi đấu. Sau gần 3 năm triển khai, ngày 26 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức sơ kết mô hình nuôi dây sinh sản tại xã Trường Cọ. Năm 2019, Hội Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ 13 con dê giống cho 13 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bản ót luông. Năm 2020 tiếp tục hỗ trợ 60 con dê giống sinh sản cho 30 hộ gia đình hội viên phụ nữ tại Bản Hùn, Bản Ót Luông. Sau 3 năm triển khai mô hình, các hộ gia đình đã áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo quy trình trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Đàn dê giống đã sinh sản và phát triển tốt, từ 73 con giống ban đầu, đến nay đã phát triển thêm 225 con. Theo đó, các hộ tham gia mô hình đã có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng từ bán dê thịt, giúp các hộ chăn nuôi có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các bản cũng như trên địa bàn xã Trường Gọ. Ngày 27 tháng 8, phường Quyết Tâm đã tổ chức gia quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường. Các tổ đã đồng loạt gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và trình trang đô thị, các lực lượng đã tiến hành làm công tác vệ sinh, nhổ cỏ, dọn sạch đất đá, rác thải và quét dọn lòng đường hành lang hải phố, thu gom rác thải tại các tuyến đường ngõ phố. Phường Quyết Tâm có một chợ và bốn trục đường chính là điểm nóng về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường. Ngay từ đầu năm, Ủy ban dân phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý đô thị, kết hợp cùng hình thức tuyên truyền vận động đến người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn và đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn như sắp tới là ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Lào thì Ủy ban dân phường đã ban hành kế hoạch và huy động cán bộ và nhân dân trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh và phát quan bụi rậm. Từ đầu năm đến nay, phường đã tổ chức 4 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tháo rỡ nhiều vật dụng, lấn chiếm lòng đường, hè phố, Hoạt động gia quân vệ sinh môi trường của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường là hoạt động thiết thực, mang lại vẻ mỹ quan, duy trì đường phố, khu dân cư, nơi công cộng, cảnh quan môi trường luôn xanh sạch đẹp. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1945, một ngày Tết mới cũng đã được hình thành, đó là Tết độc lập, mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với người Việt Nam, Tết độc lập quan trọng trong năm chỉ sau Tết nguyên đán, mang nét riêng theo từng vùng miền, là dịp để tưởng nhớ về Bác Hồ kính yêu và biết quý trọng hơn giá trị của hòa bình độc lập. Tại thành phố Sơn La, trong những ngày tháng lịch sử và hào hùng của dân tộc, từ các bản làng đến phố thị, nhân dân các dân tộc đang hướng về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 với sự hân hoan phấn khởi. Phóng sự sau, chúng tôi sẽ phản ánh về các hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. hôm nay ông thành cùng cấp ủy chính quyền tổ bốn đã đến vận động các hộ gia đình trong tổ thay mới và treo cờ tổ quốc việc làm này đã được duy trì thường xuyên mỗi khi lễ tết hay có sự kiện trọng đại của tỉnh của thành phố bởi theo ông thành bấy lâu nay việc treo cờ tổ quốc đã trở thành truyền thống của các gia đình ở tổ mỗi dịp lễ tết hay các sự kiện lớn của địa phương và đất nước những ngày này nhà nào cũng treo cờ trước cửa nhà mình dọn vệ sinh ngõ xóm treo cờ tổ quốc vừa là trách nhiệm nghĩa vụ và cũng vừa là niềm tự hào của mọi người dân trước mỗi sự kiện trọng đại. Để chào mừng 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùa 29 về phía cấp ủy chi bộ tổ dân phố ban tác mặt trận của tổ vốn thì đã động viên bà con nhân dân trong tổ là 100% các hộ gia đình là những cái cờ cũ mới cũ là được thay đổi thay bằng cờ mới và tổng vệ sinh các cái ngõ phố của uh, của các ngõ phố của tổ để đảm bảo cho cái việc uh, uh, sáng xanh sạch đẹp của tổ dân phố hòa cùng khí thế hân hoan náo nước ấy câu lạc bộ văn hóa dân tộc thái bản giảng Lác phường quyết thắng cũng đang hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt trong những ngày này, các thành viên trong câu lạc bộ tập luyện các tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi những chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong các cuộc kháng chiến. Mặc dù các thành viên đã ngoài 60 tuổi, thế nhưng những động tác uyển chuyển khéo léo vẫn được các bà thực hiện một cách thuần thục. À, có thể nói đây là một cái, cái 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 ngày thành cái ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam đến bây giờ thì đã trở thành những ngày cao tuổi thì chúng tôi cũng cảm thấy là nó vẫn còn mang tính chất thời sự vẫn còn rất là háo hức và cũng rất là mong cái ngày Tết độc lập này à, à, có những cái hoạt động à, rất là vui và rất là ý nghĩa để à, à, có những cái động viên à, cho mọi người dân ở trong bản. Những năm gần đây, phong trào rèn luyện thân thể theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang ngày được lan tỏa sâu rộng trong mọi quần chúng nhân dân. Hoạt động này không chỉ giúp các thành viên rèn luyện sức khỏe, mà còn tạo sự đoàn kết gắn bó, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Với những động tác sôi nổi, vui tươi, được cải biên từ điệu, vasơ cha-cha-cha, tango và được lồng ghép trên nền các bài hát vui nhộn, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước, dễ học, dễ nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên có sức thu hút lớn trong cộng đồng. Cứ mỗi buổi chiều hàng ngày chúng tôi đến nhà văn hóa để chúng tôi tập mà các cái bài dưỡng sinh, bài múa và các cái bài khiêu vũ. Chúng tôi hướng vào các cái ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là ngày kỷ niệm mùng 2 tháng 9 và cách mạng tháng 8 và ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Chúng tôi đều tập những các cái bài mà ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi quê hương đất nước đổi mới. Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, 12 tháng 9 năm 2022. Nhiều tuyến phố ở thành phố cũng được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ bằng rôn rực rỡ sắc màu để chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, cùng các sở ngành, ủy ban dân thành phố cũng chỉ đạo hoàn thành việc thay mới pano treo băng rôn vượt đường tại khu vực ngã ba, ngã tư, tuyến đường trung tâm thành phố và trụ sở nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo các xã phường tùy thuộc vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp nhằm tạo không khí sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Để chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9, nhân dân chúng tôi rất là hào hứng thực hiện cái treo cờ đường làng ngõ xóm và khi ra đến đường làng ngõ xóm thì thấy cờ hoa rực rỡ là người dân chúng tôi rất là phấn khởi và cũng nguyện vọng là lập nhiều thành tích để dâng lên chào mừng ngày 12 tháng 9 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy không phải là năm chẵn nhưng các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao vẫn diễn ra hết sức sôi nổi từ thành phố đến các xã phường, tổ bản nhằm tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn về sự ra đời của nước Việt Nam. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tết độc lập, bản thân tôi thì cũng tham mưu về mảng văn hóa, thông tin và du lịch của phường thì thường xuyên đến với các tổ bản động viên các chi hội và cũng như là các hội viên đoàn viên của 15 đơn vị tổ bản và đặc biệt là các câu lạc bộ với cái ý nghĩa đó và tinh thần đó hầu hết là đều có cái phong trào uh, hoạt động rất là nhiều và đông đảo được quần chúng nhân dân tham gia uh, hưởng ứng các phong trào và về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cùng với việc tổ chức sôi nổi các hoạt động hướng về ngày Tết độc lập của dân tộc, thành phố Sơn La cũng triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho các cơ quan đơn vị và các xã phường trên địa bàn. Trong đó triển khai một số hoạt động như tổ chức lễ chào cờ đầu tháng, sinh hoạt đảng, tri đoàn, tri hội, các hoạt động dân hương, bày tỏ lòng thành kính tri ân, báo công với các anh hùng liệt sĩ, khơi dậy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy những bài học lịch sử, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân thành phố Sơn La đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Ngày uh, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì có rất là ý nghĩa, nó là ngày Tết độc lập thì uh, được bà con vui tươi phấn khởi và chào đón cái Tết độc lập thì bà con uh, thường là đến các nơi uh, như là nhà tù Sơn La cũng như là quảng trường Tây Bắc để uh, vui chơi giải trí cũng như là uh, đi uh, tham quan thì uh, trong những cái uh, hoạt các tổ chức các hoạt ngoài các tổ chức các hoạt động ra thì Phòng cũng phối hợp với công ty môi trường đô thị trang trí những cái đèn hoa, chậu hoa cây cảnh tại quảng trường để đảm bảo cho cái không khí mùng 2 tháng 9 được vui tươi. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên từng dãy phố con đường là biểu tượng thiêng liêng về niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Bắc Hồ kính yêu. Được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã không còn khói lửa, bom đạn chiến tranh. Thế hệ trẻ, những người viết tiếp trang sử vàng của dân tộc luôn trân trọng nhận thức rõ về ý nghĩa ngày lịch sử trọng đại của ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, từ đó tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những gì cha anh đã dày công gây dựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.